Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2023, bên ngoài thì chiến sự giữa Palestine và Do Thái đang bừng bừng khói lửa. Người ta tạm quay lưng với cuộc chiến chưa kết thúc ở Ukraine. Bên trong nước, cuộc chiến chống những con mọt đục khoét lịch sử và phá thối nền giáo dục cũng đang hồi gay cấn. Chúng tôi kể tiếp phần còn lại trong lòng người ở Miếu Đôi. Xin mời các bạn lắng nghe. Tiếp theo video trước, việc chuẩn bị hướng đến lễ giỗ Vua Quang Trung lần thứ 231 và thông báo ngừng hoạt động của việc làm giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Miếu Đôi. Theo công văn, ông Chủ tịch Phường Thủy Vân nói những thông tin đó của hội chưa đủ để công nhận Miếu Đôi là nơi thờ hai vua và đề nghị ngừng hoạt động việc làm giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Miếu Đôi, tổ dân phố Dạ Lê trên địa bàn Phường Thủy Vân cho đến khi được làm rõ và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Vậy chúng ta thử tìm hiểu dân chúng ở tổ dân phố Dạ Lê và Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế đang nghĩ gì và làm gì sau cái công văn nghiệt ngã đó. Trong lúc chờ kết luận của cuộc hội thảo do tỉnh tổ chức sắp đến, chúng tôi thực hiện ý kiến của báo Thừa Thiên Huế từ nay xin tạm dừng cuộc tranh luận trao đổi tại đây. Nguyễn Đắc Xuân. Xin quý vị nghe ông Nguyễn Đắc Xuân viết với tựa đề là Miếu Đôi, làng Dạ Lê Chánh tạm ngừng hoạt động để chờ ý kiến của tỉnh Thừa Thiên Huế. Với cái tấm ảnh của ông đứng ngay tại cái tượng Phù Điêu đây. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2023, đúng 80 ngày tọa đàm khoa học về Miếu Đôi kết thúc. Cũng sau một ngày, 231 năm ngày vua Quang Trung băng hà ở Huế, trong ý nghĩ của tôi, 2.1. Dân làng Dạ Lê ở xa cũng như thân hữu của làng và của Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế không có lễ giỗ vua Quang Trung ở Miếu Đôi để tham dự. Họ đã giỗ vua Quang Trung trong tâm của mình, cũng có thể gọi là tâm giỗ. Và cũng từ đây, những người tham gia vào quyết định không cho phép làng Dạ Lê tổ chức giỗ vua Quang Trung lần thứ 231. Họ đã có được một kỷ niệm mà mỗi lần họ đi trên đường Nguyễn Huệ, đường Quang Trung hay có con em học trường Quang Trung, học trường Nguyễn Huệ, họ sẽ nhớ lại. Sau lễ giỗ vua Quang Trung không thành, dân làng Dạ Lê cũng như các nhà nghiên cứu trong Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế tạm ngưng hoạt động để chờ kết luận theo ý kiến của Giám đốc Văn hóa và Thể thao Phan Văn Hải, 2. Viết chữ nghiêng. Do đó, đề nghị Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế phối hợp cùng Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế và các nhà nghiên cứu tiếp tục tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học để tìm kiếm, đưa ra các chứng cứ khoa học về vấn đề nêu trên, tạo được sự đồng thuận trong giới học thuật và dư luận. Đóng ngoặc, hết trích. Đây là trích công văn số 2163 của Sở Văn hóa ngày 11 tháng 9 năm 2023. Ông Nguyễn Đắc Xuân viết tiếp, trong lúc chờ kết luận của cuộc hội thảo do tỉnh tổ chức sắp đến, chúng tôi thực hiện ý kiến của báo Thừa Thiên Huế từ nay xin tạm dừng cuộc tranh luận trao đổi tại đây. Và đây là bức ảnh ông chắp tay đứng chờ ở phù điêu của hai vua Thái Đức và Quang Trung giữa Miếu Đôi. Và nhắc lại mục đích của video hôm nay, chúng ta thử tìm hiểu dân chúng ở tổ dân phố Dạ Lê và Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế đang nghĩ gì và làm gì sau cái công văn nghiệt ngã đó. Xin cống hiến cho quý vị phụ đính với tựa đề là sẽ tìm ra chủ nhân và sẽ có một tấm bia đời đời với lịch sử. Ký tên Xuân Phong. Kính gửi các nhà Việt học, kính gửi các nhà chức trách cố đô Huế, kính thưa quý vị, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Thở học ở thành phố Huế, hùng vương báo quốc lớn lên và trưởng thành trong chiếc nôi vương giả xứ kinh đô Huế và thấm nhuần nguồn tri thức thực học. Trải nghiệm và tình người là cái gốc, cái đạo của chủ nghĩa Thừa Thiên Huế. Chúng tôi luôn thao thức và tôn thờ tiền nhân từ chủ nghĩa Huế học,
đến chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bảo vệ phát triển, làm mới di sản tại cố đô Huế với sự ảnh hưởng chung của đất nước và nhân loại trên thế giới. Trong sự làm mới di sản ấy, với tâm huyết làm sống lại, sống dậy của một thời kỳ di sản vàng son trên đất Huế nói riêng và Việt tộc nói chung hơn 4.000 năm. Chính 4.000 năm văn hiến ấy mà nước Việt đã sinh ra những con người dám nghĩ, dám làm còn hơn thế nữa. Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang đã cho thấy rõ điều ấy. Chấp nhận dấn thân có nghĩa là chấp nhận hy sinh. Phong trào sinh viên, phong trào xã hội đô thị, phong trào tiếp hiện vân vân, có nghĩa là chấp nhận dấn thân, chấp nhận hy sinh, và sẽ có những con người biết chấp nhận sống với điều ấy vì tiền đồ dân tộc và Việt Nam và Huế. Qua những thời kỳ biến chuyển của các xã hội 1945-1963 hay là 1975-1995, xứ Huế, người cầm bút xứ Huế cũng phải dấn thân, thăm dò, nghiêm trị và lãnh nhận sứ mệnh trái tim là kết nối di sản, hàn gắn di sản, chuyển hóa di sản và có lòng với di sản. Trong số đó, một tác viên tâm hằng Nguyễn Đắc Xuân, nay đã là ông cụ 86 tuổi đời và đúng tròn 50 tuổi của người thanh niên non sông và gấm vóc cách mạng Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành tiếp lửa và tạo hồn, làm linh hồn, làm chủ, lãnh đạo nhân dân, dấn thân và lên đường vì một Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam châu. Người cầm bút Nguyễn Đắc Xuân mang bên mình trọng trách và tiếp nối ngọn lửa thanh niên ấy trong hơn 1/3 đi tìm lại xứ Huế, đi tìm lại hồn dân tộc, có nghĩa là cất bước dấn thân đi tìm giá trị các vị đế vương của dân tộc, bất kỳ chiến tuyến nào, thời đại hưng suy nào, và cũng có nghĩa là đi tìm lại các giá trị di sản và nhân văn Huế học bị chôn vùi. Chính vì cái khó của các thời đại hưng suy mà đổi trắng thay đen, nên đại đa số các nhà nghiên cứu, các nhà văn hóa, các nhà Việt học không thể quan sát và cảm ẩn bằng mắt thường được, mà phải bằng kinh nghiệm xương máu, bằng hơi thở độc lập, bằng trí tuệ của tiền nhân và cẩn trọng xử lý các vấn đề từ sử học tới thực chứng, điền giả, vừa khoa học, cũng phải vừa có yếu tố bí sử phương Đông, phải rất châu Á, phải rất Huế, đó là truyền thống ghi sử và khám phá sử và truyền sử có từ đời nhà nước Văn Lang, nhà Nguyễn Trị Vì chấm chấm. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân không chỉ độc lập, dấn thân một mình, mà nhà nghiên cứu Huế học đã thai nghén tinh thần tập thể, có tổ chức, thậm chí luôn có giới nhà nước, chính quyền các cấp bảo trợ và xác tín việc làm từ năm 1960 cho đến năm 2023. Song song bên cạnh cuộc đời ngâm cứu còn có các nhà tri thức lỗi lạc, các nhà yêu nước Việt học cận kề, các danh nhân đương đại 1945 tới 1960 chứng tri và chủ trì đồng sự. Với tinh thần việc làm hữu duyên nói trên đã thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm công tâm của chủ hội, hội sáng lập, nghiên cứu, bảo vệ, phát triển di sản văn hóa Huế do nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân cầm cương, không tiếc tuổi sức mà phục vụ tỉnh nhà Thừa Thiên Huế với vai vừa là cán bộ thanh niên tới cán bộ lão thành hiến dân không ngồi hưởng hưu trí, từ vai anh hùng thanh niên Phật tử năm 1963 tới cung đón thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhạc sĩ Phạm Duy, giáo sư Trần Văn Khê về cố quốc, sống và chết trên chính quê hương, từ vai chủ tịch hội được thành phố phê duyệt, nhà chức trách cao cấp, Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế bảo ký tới vì chữ nghĩa, chữ tình, chữ sĩ phu, giả lê nơi mình sinh ra, nên quên mình một lần nữa để phụng sự và dấn thân về mảnh đất quê hứa, sẽ tìm ra các chứng tích hoa cái hay chứng tích niên đại cổ xưa, lập làng hoặc là chứng tích bí mật cách mạng, vân vân. Thí dụ như nơi tập kết lòng cứu quốc, tâm ái quốc của dân làng, quân lính, nho sĩ trong các thời kỳ năm tháng chiến tranh. Cả ba việc làm, ý nghĩa và tư cách trên miếu đôi, làng Giả Lê Chánh sẽ có kết quả, sẽ tìm ra chủ nhân và sẽ có một tấm bia đời đời với lịch sử.
sẽ có một tấm giấy ghi nhớ công ơn của từ tỉnh, nhà hoặc từ Bộ Văn hóa nước Việt Nam ban tặng cao quý, vốn có một quá khứ ẩn tình linh ẩn. Không nói gì, từ tinh thần Phương Đông, Hùng Vương, Âu Cơ, Lạc Long Quân, Đinh Lê Lý Trần, Thích Quảng Đức, Bí Mật Tháng 8, Thành Công, vân vân. Miếu Đôi vốn xuất thân hiếu nghĩa, hiếu quốc của bà con Giả Lê, Thủy Vân, thành phố Huế, chấm than. Có thể đó là tấm lòng vàng son không có hai, cái tâm tình duy nhất của một đời ông, cái giả bên trong con người yêu Huế, yêu nước Việt, yêu kinh thư, trọng vọng, yêu kính Quang Trung Nguyễn Huệ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, viết tại đường Nguyễn Sinh Cung, Huế, mùa tựu trường ngày 14 tháng 9 năm 2023, hậu bối Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Phật giáo Việt Nam Tỳ Kheo Thích Pháp Bảo, đăng bởi Facebook Nguyễn Đắc Xuân ngày 13 tháng 9 năm 2023. Tới đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện về Miếu Đôi và cảm ơn tất cả những quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin hẹn quý vị lại lần khác.